chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc. Thưa quý vị, khi được hỏi về mẫu người yêu lý tưởng thì các bạn trẻ đã liên tục ghi ra những tiêu chuẩn và cố gắng làm sao tìm ra được người yêu mà có những cái tiêu chuẩn mà mình đã lựa chọn. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, không phải ai cũng là người hoàn hảo và nên hay không nên chọn người yêu theo những tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Thì ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Chào anh Hiếu ạ. Xin chào Thảo Ly, kính chào quý vị khán giả. Và bây giờ Thảo Ly xin mời quý vị theo dõi đoạn tiểu phẩm sau. Ta nói nhìn đứa nào cũng xinh xắn, dễ thương hết sức luôn vậy đó. Ê, vậy mà thằng Nam nó không chịu nữa thôi. Ê, má ơi má. Trời ơi, cái gì mà sao giờ này còn suốt ngày cứ ngồi coi cái gì vậy má? Chừng nào á hả con á nha, cứ vợ rồi má mới yên tâm, má nghỉ ngơi, chứ không là má cứ dày hoài vậy. Trời, sao con câu thần chú má đọc hoài vậy? Con nói rồi, khi nào con tìm được người phù hợp con sẽ cưới. Thôi đi ông tướng ơi, tôi rành quá mà. Trời ơi, cứ nói với má là à, má cứ chờ đi, khi nào con tìm được người thích hợp á thì con sẽ nói cho má biết. Nhưng mà má thấy con có hợp với ai đâu. Má nè, già rồi, thấy không? Sức yếu rồi. Giờ con phải lo cưới vợ chứ. Chứ không lẽ con để má chờ đợi hoài. Con coi đi, con coi thử mấy cái hình này đi, con có ưng được người nào không? Hình gì vậy má? Đó, hình má lựa là bạn gái cho con đó. Trời đất ơi, lựa bạn gái cho con mà lấy hình về cho con coi nữa hả? Má lựa cho con đó, thấy không? Toàn là người đẹp ưu tú luôn á. Đó, đây nè, má giới thiệu cho con biết nha. Con gái của bạn má, giỏi giang, xinh đẹp, dễ thương, gia đình nhà giáo, phải không? Còn đây á là luật sư thạc sĩ, thấy chưa? Ừ. Còn cô này nè, đây nè, đó, cái cô này nè mới quan trọng, bác sĩ, giỏi giang, hiền lành lắm, xinh đẹp nữa. Con mà cưới bác sĩ về ha, con biết sao không? Trời ơi, mai mốt mình có bệnh tật mình không có lo. con biết thấy lợi gì không á? Này nè, rồi con nói cho má coi. Rồi. Má nhìn mấy cô này đi. Sao? Thấy chưa? Cổ như cái cây sào vậy đó, cô ốm nhách ốm nhơ à. Ôm vô một cái là giống như là bị cái dao đâm vô kia đó, trời ơi đau chịu gì nổi. Còn má coi cái cô này nè, đây, cái cô này của má. Trời ơi. Má nghĩ làm sao mà con có thể yêu được một người vậy? Mặt sao? Thì tròn quay, mặt tròn là phúc hậu. Con hiểu không? Trời ơi, người ta vậy mà con chê là sao? Má nghĩ sao đây rồi, coi như mặt tròn phúc hậu đi, còn cô này. Trời ơi, con tính chắc khoảng được mét đó. Lựa ai con cũng không vừa ý, con chê đủ thứ hết trơn. Đúng rồi. Nè, má hỏi thiệt con, hình như là má thấy con không có thích con gái. Trời. Như vậy có là con bị cái gì gai gai gì không? Trời ơi má ơi, con của má là trai rặt 100%, má yên tâm. Trai rặt 100%, mà giới thiệu ai cũng không chịu. Tại vì không phù hợp. Lựa muốn lời con mắt đưa ra cho nó coi, nó cũng không ưng ý. Nếu mà con nói như vậy đó, ha, thì con phải liệt kê tiêu chuẩn chọn người yêu cho má. À, là ghi ra giấy cho má để má phụ con đi kiếm hả? Đúng. À, được rồi, tuân lệnh mẫu hậu. Thằng này thiệt tình. Má nói cho con nghe nha, má mỏi mắt lắm rồi đó, má mới chọn được người yêu cho con đó. Con đừng có đòi hỏi nhiều quá, con phải thực tế một chút, đâu có ai hoàn hảo đâu con. Thôi má đừng có lo. Sao không lo được? Con thấy là má bây giờ tuổi già sức yếu rồi, mà con thì nhẫn nhơ không chịu cưới vợ. Rồi má lấy cháu nội đâu mà cháu má ẩm má bồng chứ. Trời ơi thiệt luôn á, má suốt ngày mà cứ nhai mấy câu đó hoài. À, nhai cái gì đó? Dạ chào bác. Ừ chào trời ơi, vô đây con ngồi. Dạ. Chơi. Dạ. Ngồi đây chơi. Đây nè, má giới thiệu cho con biết nha, đây là con Thúy, con Bắc Hoa ở sân trên đó. Đáng lý thì má dẫn con đi qua nhà, thấy không? Nhưng mà thôi giờ sẵn có con Thúy nó qua chơi, má nói luôn. Là má tính giới thiệu cô này cho con hả? Thì đúng rồi. Trời ơi, má nghĩ sao vậy? Người gì mà ăn mặc quê trớt à? Trên caro, dưới xanh, cam, hồng, những pha tùm lum tà la màu gì. Ôi, cái người gì nhìn kỳ quá má ơi. Cũng được, có thời trang gì hết rồi. Sao con đòi hỏi quá đáng vậy? Má giới thiệu cho con á hả? Hết người này tới người khác mà ai con cũng chê người ta thậm tệ hết trơn vậy. Nếu mà bác với anh khó chịu vậy thôi cho con xin về sớm nha. À, thôi không sao, con cứ việc ngồi đây, không có gì hết trơn hết. Dạ. Trời á. Nè, má nói cho con nghe nha, con chọn người con đừng bao giờ con chọn bề ngoài, mà con phải chọn cái tánh tình, thấy không?
cái nết na, cái hiền hậu gì ta, cái siêng năng, cái giỏi giang, lễ phép. Chứ đâu phải Trời ơi, má con biết rồi, má đừng suốt ngày má cứ phải nhai cho con những cái câu này. Con nói thiệt với má là con đã có cái tiêu chuẩn chọn người yêu của con rồi. Cho nên má đừng có ép con phải như thế nào, con biết con phải chọn người như thế nào là hợp lý. Nếu vậy thì cái tiêu chuẩn chọn người yêu của con làm sao? Con ghi ra xong hết rồi. Sách đâu, đưa đây cho má coi. Đưa đây cho má coi. Má coi cái tiêu chuẩn con chọn người yêu như thế nào. Cái tiêu chuẩn của con thì nó đơn giản mà má cứ suốt ngày. Da trắng, chân dài, mắt to, mũi cao, hiền lành, nghe lời chồng, đảm đang, lương ngàn đô, xe ô tô đưa rước. Trời ơi, con đừng có mơ mộng hão huyền quá. Con phải thực tế một chút đi. Con lựa chọn quá là con sẽ ế. Má nghĩ làm sao vậy? Má chờ đi, con sẽ dẫn một con người hoàn hảo, một người dâu, một người vợ hoàn hảo về đây cho má. Má chờ, má coi nha. Má sẽ chờ, coi con ế tới chừng nào. Anh Hiếu ơi, theo anh là vì sao mà các bạn trẻ ngày nay rất thích đặt ra tiêu chuẩn và làm sao phải tìm người yêu như theo tiêu chuẩn của mình đặt ra? Bởi vì thực ra chúng ta thấy là 3 tỷ rưỡi người còn lại trên thế gian này thì mình có 7 tỷ mà chia ra hai phe. Thì như vậy đâu phải là trong 3 tỷ rưỡi đó ai mình cũng yêu được. Thì như vậy mình phải có một cái màn lọc chứ. Và thật ra cái tiêu chí đó chính là cái màn lọc để mình lọc lại những người phù hợp với mình. Chẳng hạn như là trong quá trình tiếp xúc thì họ cảm thấy rằng họ thích những cái cô nàng mà da trắng, là chân dài, họ thích cùng vùng miền với mình để cho mình dễ yêu, cho nó hợp tính. Hoặc là trình độ cũng phải có trình độ, nghề nghiệp cũng phải ổn định, chung thủy nè, rồi trung thành nè, biết lắng nghe nè, vân vân. Thì thông qua quá trình tiếp xúc họ thấy những tiêu chuẩn đó, họ cảm thấy họ có rung động. Vì vậy họ tích góp các tiêu chuẩn đó lại thành cái bộ tiêu chuẩn. Và cái bộ này chính là cái màn lọc để lọc lại cái người mà cảm thấy phù hợp nhất. Tuy nhiên cái màn lọc đó thì nó có tác dụng hay không thì chưa chắc là nó có tác dụng. Đó chỉ là cái mình thích thôi. Nhưng đôi khi tình yêu đến là nó không thông qua lý trí mấy, mà nó có thể là đến thẳng vào cái tình cảm của mình, đến con tim của mình. Cho nên là có nhiều bạn là lập ra cho nó nhiều vào, cuối cùng thì cưới một cái người yêu hoàn toàn không có giống gì so với mình hình dung cả. Thảo Ly còn nhớ là hồi trước mình cũng ghi ra tiêu chuẩn người yêu và thấy là các bạn gái hình như na ná nhau, nhất là các bạn gái nha, tiêu chuẩn là rất là dài. Ở trong đó là có tiêu chuẩn là đẹp trai nè, cao ráo nè, bên cạnh đó là không thuốc nè, không hút thuốc, rồi không bài bạc rượu chè, đại khái là rất rất là chi tiết và rõ ràng là hình như không có cái người đó xuất hiện. Thì theo anh là việc đặt ra những mẫu hình lý tưởng như vậy có nên hay là không nên ạ? Thật ra chúng ta có mẫu hình thì nó cũng có cái nên. Bởi vì để chúng ta dễ dàng định hướng khi chúng ta tìm kiếm một đối tượng nào đó. Ví dụ như là có bạn đặt ra một trong các tiêu chuẩn là gì, cũng phải cùng cái vùng miền của mình. Bởi vì nếu như mà cưới vợ hoặc là lấy chồng ở xa quá thì sau này rất là khó phụng dưỡng cha mẹ, cũng như là nó cũng sẽ có nhiều cái khác biệt trong lối sống, khẩu vị này nó vân vân. Thì vậy đó cũng là một trong những tiêu chuẩn để mình có thể tránh những cái mâu thuẫn xung đột. Hoặc là có những tiêu chuẩn rất căn bản nó phải đặt ra, ví dụ như người đó phải yêu mình thật lòng. Mình lấy người đó bởi vì tình yêu chứ không phải là lấy vì tiền bạc, không phải là lấy vì nhan sắc, mà là tình yêu là số 1. Rồi thậm chí là người đó không được phép lợi dụng, hoặc là không nên uống rượu nhiều quá, hoặc là không nên nói dối, không có vũ phu, hoặc là người con gái đó thì cũng đừng quá quan trọng về mặt vật chất tiền bạc, vân vân. Thì có những cái tiêu chuẩn nó căn bản thì mình đặt ra để giúp cho mình cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên khi đặt ra thì các bạn lại có một cái gọi là hơi quá tay khi đặt tiêu chuẩn. Tôi có làm một cái cuộc trò chuyện với là một cái câu lạc bộ những bạn nữ, gọi là những bạn nữ độc thân. Cho em tham gia với nha. Thực ra đó là cái tên gọi rất lịch sự của những bạn nữ mà đã rất lâu rồi mà chưa có ông xã, chưa có người yêu. Thì tầm 30 mấy tuổi trở lên, thậm chí có người 40 luôn. Thì tôi lại làm một cái bài tập với câu lạc bộ này là gì? Là hãy ghi ra tiêu chuẩn người yêu của mình. Thì các cô lấy giấy ra bắt đầu ghi một, giống như Thảo Ly nói, một là ngoại hình thì tương đối nhìn nó sạch sẽ, thứ hai có nghề nghiệp ổn định, thứ ba là phải chung thủy, thứ tư là phải biết lắng nghe, thứ năm là không nên được cãi phụ nữ khi phụ nữ la, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, vân liệt kê ra một danh sách khoảng chừng 8 đến 10 tiêu chí. Sau đó tôi mới bắt đầu nhờ bây giờ các chị hãy gạch cái cụm từ tiêu chuẩn người yêu mà thay vào đó bằng tên của chính mình, xem mình đạt được bao nhiêu tiêu chuẩn mà mình đã liệt kê ra. Thế vậy ngoại hình của mình có ưa nhìn không? Rồi mình có nghề nghiệp ổn định chưa? Mình có biết chung thủy không? Mình có biết lắng nghe không? Mình có hay cãi không? Vân vân và vân vân. Thế vậy khi mà đánh giá chính bản thân của mình thì các cô chỉ thỏa mãn khoảng chừng 4-5 tiêu chí vậy đó thôi. Nhưng mà thông thường yêu cầu từ 8-10 tiêu chí lận. Đấy chính là vì lý do vì sao mà các cô lại tham gia câu lạc bộ này. Nghĩa là gì? Tiêu chuẩn quá cao so với những gì mình đang có.
Và thực ra thì tiêu chuẩn, thực ra thì hạnh phúc nó không thể nào bắt đầu một cái chuẩn quá tuyệt đối. Những ai mà quá khó tính, tiêu chuẩn quá cao, thường họ stress lắm, họ hay căng thẳng lắm. Dạ. Và họ cũng khó hạnh phúc nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình dễ dãi. Mình khó nhưng khó vừa phải thôi. Bởi vì cuộc đời này không phải ai là hoàn hảo như Thảo Ly đã nói từ đầu. Và như anh nói là những người mà càng có nhiều tiêu chuẩn thì có thể là khá là khó tính trong việc chọn bạn đời. Và như vậy có khả năng là 30 đến 40 tuổi mình vẫn chưa tìm được cái người mà mình ưng ý. Mà nếu mà để tuổi thanh xuân qua đi rất là phí, đúng không ạ? Phải có trải nghiệm, phải có hiểu và phải biết yêu như thế nào thì tự động mình sẽ điều chỉnh được. Thì thưa anh, như anh nói, đó chính là nếu mà có mẫu hình cũng tốt để mình định hướng. Nhưng nếu mà quá nhiều thì lại không tốt. Vậy làm như thế nào để có thể cân bằng và hợp lý nhất ạ? Tôi nghĩ rằng mình nên có khoảng 4 đến 5 tiêu chí căn bản thôi. Những cái phẩm chất mà chắc chắn là người yêu phải có để chúng ta hạnh phúc. Ví dụ như sự chung thủy, ví dụ như tình cảm chân thành. Hoặc là ví dụ như là đối phương phải có những cái nét tính cách mà mình cảm thấy yêu quý. Ví dụ như Hiếu rất là thích những người nào mà tính cách rất là biết kiềm chế, điềm tĩnh hơn mình. Mình là nó hơi nóng, còn nếu như đối phương cũng nóng y như mình thì rất là khó để sống chung, là như vậy. Thì hoặc là ví dụ như về ngoại hình thì ở mức độ nào thôi, vân vân. Cho nên là chúng ta thấy là có những tiêu chuẩn nó rất là căn bản thôi, để mà cái màng lọc của chúng ta nó thưa một chút. Chúng ta lọc, chúng ta bỏ những kẻ họ sở ra, chúng ta bỏ những cô gái họ đào ra, chúng ta bỏ những người xấu ra, chúng ta bỏ những kẻ cuồng yêu ra, chúng ta bỏ những kẻ giả dối ra. Cái lọc đó chỉ bỏ những cái người xấu ra thôi, chứ còn những người tốt thì có thể lọt qua cái màng lọc đó để chúng ta đến không tìm hiểu nữa. Bởi vì nếu tiêu chuẩn bạn quá cao, màng lọc của bạn quá khít khao thì gần như có nhiều người tốt họ cũng sẽ không qua được. Và lúc đó những cái ứng cử viên của bạn lại quá ít, và từ đó bạn sẽ ít có cơ hội để tìm kiếm là người bạn đời của mình hơn. Và thực tế cho thấy thì tiêu chuẩn đầu tiên đó nó sẽ là một cái định hướng, nhưng tình yêu nó sẽ nảy sinh trong quá trình tìm hiểu. Phải đến giai đoạn tìm hiểu, phải nảy sinh ra những kỷ niệm, thậm chí phải gây nợ với nhau, có duyên rồi phải có nợ nữa, người ta mới bắt đầu người ta yêu nhau. Cho nên là giai đoạn sau mới là giai đoạn quyết định tình yêu. Và giai đoạn đó thì chúng ta hầu như rất ít sử dụng những cái chuẩn mà ban đầu chúng ta đã phát thảo ra. Cho nên là chúng ta cũng chỉ chuẩn vừa phải thôi, đừng có khắt khe quá giống như anh chàng trong tình huống vừa rồi, thì chúng ta sẽ trở thành một người ấy bình vững. Rồi, cảm ơn anh Hiếu ạ. Thì thưa quý vị, Thảo Ly cũng đã từng hỏi một số người, và hồi nãy thì có nhớ là anh Hiếu hỏi Thảo Ly là tiêu chuẩn người yêu như thế nào. Thì Thảo Ly thấy rằng đa số những người có trải nghiệm về tình yêu rồi và cũng gọi là đau thương không ít, thì hầu như là họ không có tiêu chuẩn nhiều, chỉ có một hai điều cốt lõi. Ví dụ như là tình yêu dựa trên sự chân thành, và quan trọng nhất là có sự tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau. Bởi vì sau giai đoạn yêu là một cái quá trình mà chúng ta điều chỉnh để có thể tương khích với nhau. Thật sự là yêu là học cả đời. Cho nên nếu như chúng ta chưa có cơ hội yêu thì hãy yêu luôn đi ạ. Chứ đừng phải chờ đợi hoặc là chúng ta quá khắt khe trong việc lựa chọn. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ạ. Cảm ơn Thảo Ly. Và quý vị thân mến, có một chương trình tôi cũng đã chia sẻ với Thảo Ly và quý vị khán giả về câu chuyện tôi muốn hạnh phúc. Thì nếu như mà chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta gạt bỏ cái tôi đi một chút, đừng có cái tôi sắc nhọn quá, đừng ích kỷ nghĩ cho bản thân nhiều quá, và cũng phải biết nghĩ thêm cho người khác nữa. Và thứ hai, đừng muốn quá nhiều thứ, thì lúc đó chúng ta sẽ còn lại hai từ là hạnh phúc. Và trong tình yêu cũng thế, khi chúng ta quá khắt khe với nhau thì lúc đó chữ hạnh phúc nó không còn. Và ngay bản thân tôi cũng thấy, tôi cũng rất là ước mơ có một cái người yêu mà nữ công gia chính, nấu ăn ngon. Tuy nhiên cuối cùng thì bạn ấy lại rất là vụng về tay chân. Nhưng cuối cùng nhìn lại, bạn ấy có một cái điều là gì? Bạn ấy rất hiểu mình, bạn ấy rất thương mình và bạn ấy rất chân thành với mình. Thì cái đó mới là cái căn cơ cốt lõi. Còn cái việc khéo tay, còn cái ngoại hình hay còn những cái linh tinh khác, có thì tốt, còn không có thì thôi, chúng ta có thể bỏ qua, xí xóa cho nhau. Quan trọng là cái căn cơ cốt lõi có là được rồi. Thì lúc đó chúng ta sẽ đạt đến chữ hạnh phúc một cách dễ dàng hơn. Xin chúc quý vị sẽ bớt khó tính một chút, và lúc đó những mầm gấu sẽ bắt đầu xuất hiện xung quanh và chúng ta sẽ có cơ hội để hạnh phúc nhiều hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.